Đây là thấy trước. Được không? Hả? Em thấy dễ chịu không? À hả, hết cỡ. Dễ chịu không? Cắn lại. Rồi, nuốt nước bọt. Từ đây em há ra thì nó khó chịu. Đúng không? Nó sẽ lục cục. Hai tuần nay đau nhiều. Đau thì em đau ở đâu, vị trí nào nhiều nhất? Ở bên phải này em đau nhiều nhất. À, nó đau thì nó dữ dội thì từng cơn hay nó cứ đau khi em há thôi? Khi em ăn nha. Em ngáp nó có đau? Ngáp thì hơi đau. À, nghĩa là hai tuần nay bắt đầu nó hiện tượng đau. Đau nó có đau tăng lên không hay nó cứ đau từ hôm đấy này như này? Đau như thế này. À, có mất ngủ không? Đau có mất ngủ không? Không. Đau có phải dùng thuốc giảm đau hay không? Không. Hả? Trước đó điều trị gì chưa Thúy? À, đợt này đang có phải thi cử gì nhiều không? Đang làm khóa luận. Đang làm khóa luận hả? Hàng ngày thì ngủ mấy giờ? Khoảng 1 giờ. 1 giờ đêm hả? Người yêu thì đang ở đâu? Đó. Người yêu thì đang ở đâu? Đi làm. Đi làm hả? Người yêu làm gì? Làm DJ. Làm gì? Làm DJ hả? À, hay quá. Hai đứa có thỉnh thoảng giận hờn không? À, thế đợt này có giận hờn không? Không. À, nhưng mà hôm nào cũng phải 1 giờ đêm mới ngủ. Em thói quen đi ngủ sớm trước không ngủ. À, cứ phải 1 giờ đêm. Ừ, cứ tầm đấy mới ngủ. Sáng mấy giờ dậy? Tầm 7 giờ. 7 giờ dậy. Ừ. Ban ngày để có buồn ngủ nhiều không? Ăn thành thói quen sinh học từ hồi cấp 3 rồi à? Có buồn ngủ trưa. Buồn ngủ trưa hả? Há hết cỡ anh Trung chưa nào? Há to. Há to. Cắn lại cho anh. Há to hết cỡ. Cả hai bên, cắn lại. Há to. Cắn lại. Há to. Há to, cắn lại. Há to. Cắn lại. Há to hết cỡ. Cái tiếng nạo xạo này nó xuất hiện đâu chưa? Há to. Cắn lại. Trước kia có thấy tiếng nạo xạo bên này nhiều không? Không, trước kia chỉ là ăn lâu thì nó hơi đau. Ăn lâu thì hơi đau. Há to anh xem nào. Đưa hàm dưới ra trước một tí. Cắn lại. Đưa ra trước một tí. Há to hết cơ. Cắn lại. Há to hết cơ. Cắn lại. Há hết cơ. Há hết cơ. Cắn lại. Cắn bình thường. Đấy, dự từ đấy. Há to. Từ đây thì mình dễ chịu đúng không? Cắn lại. Há to hết cơ. Cắn lại. Há to hết cơ. Thế này thì em dễ chịu đúng không? Em há to nữa thế nào? Há to nữa thế nào? Ok. Cắn lại cho em. Cắn đối đầu. Cắn nuốt nước bọt rồi. Há to. Từ đây thì em khó chịu hả? Cắn lại. Đưa hàm dưới ra trước. Há to hết cỡ. Há to hết cỡ. Nữa. Cắn lại. Há to hết cỡ. Há to anh xem nào. Cắn lại đi. Trượt hàm sang bên phải. Giữ im. Nó không cắn sâu nên là nó hướng dẫn nhóm hết toàn bộ. Há to hết cơ. Cắn lại đi cơ. Trượt hàm sang bên. Bên trái. Rồi giữ im. Nó sẽ mòn sang bên trước này sang bên trái. Giữ im, trượt bên kia đi. Trượt bên này em, bên trái bên chị. Cắn lại cho. Há to hết cỡ cho. Cắn lại. Há to hết cỡ. Cắn lại. Há to hết cỡ. Cắn lại cho. Cắn lại. Đưa hàm dưới ra trước. Há to hết cỡ. Cắn lại. Há to hết cỡ. Cắn lại. Há to hết cỡ. Cắn lại. Há to hết cỡ. Em đã tập luyện cái bài thuốc gì chưa? À, bài gì chưa? Em có xem của bác sĩ có tập thuốc ấy này, há miệng với cả đưa sang hai bên. Ừ. Có em anh muốn em tập luyện, hướng dẫn em tập luyện trước khi mà anh
nếu mà sau này nó có hiện tượng này nhiều nữa thì anh mới bước chân vào anh điều trị. Nghĩa là gì? Khi em để ý rằng anh Trung đưa em cái hàng đấy, đưa thấy trước, được không? Hả? Em thấy dễ chịu không? À hả, hết cỡ. Dễ chịu không? Cắn lại. Rồi, nuốt nước bọt. Từ đây em há ra thì nó khó chịu, đúng không? Nó sẽ lục cục. Vậy thì gì? Nếu như mà bây giờ anh làm điều trị, anh định tiến cho em thì nó chỉ là cái pha một đầu tiên. Nghĩa là gì? Cái pha để anh khử tiếng kêu. Nhưng mà sau đó thì nó sẽ phải lên kế hoạch lâu dài điều trị về niềng răng, để cho nó đi về cái khớp, để tịnh tiến cái xương hàm của em. Bởi vì của em nó một phần do cái khớp cắn này này. Cái khớp cắn của em là gì? Nó hô. Hay là nó khi khớp cắn hàm dưới nó lùi ra sau. Nó lùi ra sau như thế thì nó làm trượt cái vấn đề nồi cầu của mình ra phía sau. Thì khi nó trượt và lùi về phía sau, nó ép vào cái hệ thống đằng sau của cái nồi cầu này, thì nó làm cho em là gì? Có tiếng lục cục. Nhưng mà khi anh tịnh tiến cái xương hàm dưới của em đưa ra phía trước một chút thì em tự nhiên em thả lỏng, em lại mất tiếng kêu luôn. Và em cảm thấy là gì? Há ra rất là dễ. Đưa hàm dưới ra trước cho anh. Há hết cỡ cho anh. Há hết cỡ. Thì anh muốn là trong cái thời gian tới này, thứ nhất là em phải thay đổi hành vi của mình. Thứ nhất là đêm đi ngủ sớm hơn một tiếng. Ví dụ bình thường em 1 giờ đêm em đi ngủ, bây giờ em 12 giờ đi, và 12 giờ đêm đi ngủ. Cái thứ hai là uống thêm, tăng cường nước. Nghĩa là uống nhiều nước hơn so với mọi ngày. Cái thứ ba là có thể tăng cường thể trạng mình bằng cách thể dục thêm. Cái thứ tư là luôn luôn vào trạng thái là thoải mái. Nghĩa là mặc dù làm khóa luận các thứ mọi cái này không có gây sức ép, thì em phải tạo ra một cơ thể mình nó thoải mái. Để khi em thoải mái như thế thì hy vọng là gì? Tất cả các cơ này nó không bị co nữa, thì nó làm cho em nhẹ nhàng hơn. Và cái thứ tư nó là gì? Em đưa hàm ra trước. Em bắt đầu em tập luyện theo bài tập của anh là đưa hàm ra trước. Há từ từ. Há hết cỡ. Nó có thể lấy tay em đỡ cùng, em hiểu không? À, há hết cỡ. Há hết cỡ. À, em có thể là lấy cái hàm em đẩy một tí ra này, em hiểu chưa? Em xoay ngón tay này để em có thể đẩy cái hàm này của mình rộng ra. Hơi ngậm lại, răng cửa rồi. Trượt ra hàm trước một tí. Rồi trượt sang phải. Trượt nhẹ về. Trượt sang trái. Trượt nhẹ về. Rồi, xong là há ra. Há từ từ thôi đấy, há hết cỡ. Ngậm lại từ từ. Xong lại há hết cỡ. Nên là lúc em rỗi, em ngồi em tập, thì một ngày em tập khoảng 6-7 lần. Và mỗi lần thì lại tập khoảng 10 cái như thế này. Nghĩa là mỗi lần em chỉ tập 10 cái như thế này. Và sau đó em tập 6-10 lần. À, nghĩa là cứ gần như sáng tập 2-3 lần, đầu giờ chiều tập 2-3 lần, tối tập 2-3 lần, đêm trước khi đi ngủ tập 2-3 lần. Và mỗi lần em há ngậm như thế, nghĩa là gần như 1 tiếng hay 1 tiếng rưỡi này em sẽ làm một lần. Chỉ lúc ngủ là không. Thì anh muốn là em theo dõi trong vòng 4 tuần nữa xem cái khớp này của em nó được cải thiện hay không. Nếu như mà trong vòng 3-4 tuần nữa mà nó không cải thiện mà nó vẫn còn kêu này, và em thấy nó rất là khó chịu và đau, thì chắc là anh sẽ phải làm cho em một cái máng nhai. Và lúc đó anh sẽ định vị cái hàm dưới ra phía trước để em ăn nhai. Được không? Còn lăn tăn gì không? Ừ. Nhá. Thì tí nữa xuống chị Trang sẽ hướng dẫn lại cho em lần nữa nhé. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới để được giải đáp mọi thắc mắc. Và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần nhé.